đây là cái bài của Hà ha. Đây là tóm tắt về sơ đồ cấu trúc não bộ của mình thông qua cái các đường vận tải ha. Của mình còn có 4 thì 5 thì đỉnh thì thay trình trước chán thì đỉnh thì chẩm và thì thái dương. Thì 5 thì này nó sẽ chia ra làm đôi, nửa trái và nửa phải, tương ứng với 10 vùng, nó sẽ là tương ứng với là 10 đầu ngón tay của mình. Cái này là thì trước chán này là nó bị nào trái nào phải? Thì trước chán thì nó gồm hai bên trái và phải, thì nó sẽ là hai ngón tay cái. Thì chán là hai ngón nhỏ. Rồi còn cái này thái dương? Thì đỉnh là hai ngón giữa, thì chẩm là hai ngón áp út và thì thái dương là hai ngón. Thì đỉnh là có hai cái. Thì đỉnh là cái nào anh? Thì đỉnh là hai ngón giữa. Giữa này còn thì thái dương? Thì thái dương là hai ngón út. Nắm chưa? Cái này. Đây. Cái này thì trước chán nè. Thì chán nè. Thì chán là cái này. Thì đỉnh nè. Thì chẩm nè. Thái dương ở đây. Thì chẩm. Và thì thái dương là hai ngón út. Dễ phân biệt mà. Dễ. Đúng không? Đi theo phòng. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, ok. Não trái quản lý với tay phải. Phải quản lý tay trái. Đúng rồi, quản lý tay trái. Ok, nắm chưa? Rồi, ok. Nó sẽ có 3 cái phương pháp tiếp nhận thông tin của mình. Thứ hai nữa là nếu người nào trao đổi với Hà và minh họa luôn điều đó thì Hà sẽ tiếp nhận thông tin rất là hay. Ví dụ như là những cái thao tác gì đó và vừa giảng giải và vừa làm thao tác đó thì Hà sẽ làm tin, tiếp nhận thông tin rất là tốt. Thứ hai nữa là hồi nhỏ thì học trong lớp có bị la nhoi không? Có. Đúng không? Nói chung là hơi nhìn biết nhau xíu trong lớp. Nói chung là thích làm nhiều để cho người ta. Ok. Cho em hỏi xíu, cái này có người nào cao hay là chỉ giới hạn là tầm này là cao? Không, nó chia làm ba thôi. Có người cao hơn, chia thì nó hết là 100%. Thì người nào có thiên hướng về cái tiếp nhận thông tin nào thì người đó cao nhất. Ví dụ như có người nào mà hai cái này thôi, cái này 0%. Không. Hầu như vẫn chia đều không, ra. Không, nó vẫn gần như là cũng xem xem. Xem nhưng mà người ta biết được thế mạnh rồi đúng không? Thế mạnh của em là nghe, vận động. Rất như là giải thích cho em nghe và là mình mẫu cho em thấy thì em sẽ tiếp nhận thông tin rất là tốt. Ok. Đây là 4 chỉ số chính. EQ là chỉ số về cảm xúc này. Chỉ số cảm xúc là chỉ số có thể nhận biết được cái tâm tư tình cảm của người khác cũng như suy nghĩ của người khác. Nhưng mà cái này của em ít phần trăm nên là nhận thấp đúng không? Không, nó tốt đấy. Trên 25% là tốt, rất tốt. Tại vì 4 cái này là 100%. Dạ. Hiểu không? Nhưng nếu như bình thường cái này trên 35% thì là không tốt nữa. Tại vì người này rất là cảm tích. Có nghĩa là người này sẽ coi như là rất là thẳng tính, có nghĩa nghĩ sao và nói vậy luôn, không có suy nghĩ. Thứ hai nữa làm việc theo cảm tính, vui buồn thất thường. Nhưng nếu là không có cái chuẩn đặc biệt nha, còn nếu giống như chuẩn đặc biệt ở đây trên 50 là khác đó thì em nó đó là khác nữa. Bởi vì anh nói là anh qua bài của Thảo anh phân tích cái này chưa sao để phân tích cái kia chứ. Tại vì cái này nó IQ nó là với lại cái phần này nó là phát triển vô cực. Nếu như nó bằng không thì có nghĩa hai cái này nó phát triển mạnh nhất thì không tốt. Nhưng qua thời gian cái này nó phát triển rồi, nó tên tới tiêu cực thì đương nhiên cái thằng này nó sẽ hấp xuống lại. Dạ. Thấy không? Vậy trong 4 chỉ số này, nếu mà chỉ số nào là chỉ số quan trọng ngoài IQ? IQ là chỉ số về độ vượt khó. IQ là chỉ số về độ thông minh. Và CQ là chỉ số về cái sự linh hoạt trong những cái tình huống bất ngờ á. Thì một là một người sẽ có 3 cái chỉ số này, hai là một người sẽ có 3 chỉ số này. Yeah. Nếu người nào có sức bền và có kế hoạch làm việc thì họ sẽ 3 chỉ số này. Nhưng nếu người nào không có kế hoạch làm việc, họ thích xử lý như tình huống cấp bách thôi, nước tới chân mới nhảy, thì 3 chỉ số này nó sẽ cao nhất.
Thứ hai nữa, chỉ số IQ cao là những người thiên về khả năng quản lý. IQ có thế mạnh thiên về quản lý. Thế tâm sự IQ cao là dành cho những người lãnh đạo và quản lý. Họ sẽ là người nắm bắt tâm lý của người khác tốt. Vì đánh giá được cái người lãnh đạo đó là thông qua cái này đủ vượt khó với người lãnh đạo. Đây, cái này với cái này là hai người thiên hướng về cái khả năng quản lý. Quản lý là vượt khó đúng không? À, còn này là độ vượt khó, hay là khả năng về linh hoạt, ứng biến. Ok, cái loại hình thông minh của mình là thông minh về nội tâm nè, thông minh về tương tác đây, và thông minh về âm nhạc. Ngôn ngữ thế này, 1, 2, 3, đó là ba loại hình thông minh của mình. Thông minh nội tâm, thông minh nội tâm này là những người có thể hiểu tâm lý người khác. Nếu phát triển mạnh thì nó có thể là dành cho những người giống như bác sĩ tâm lý ví dụ. Thông minh về tương tác là những người có thể giao tiếp tốt với người khác, khả năng giao tiếp rất là tốt. Thông minh về âm nhạc là khả năng mình lắng nghe và tiết tấu âm thanh cũng như là vấn đề về ngôn ngữ của mình mạnh. Đó là ba loại hình thông minh nhất của mình. Rồi đây là 10 đầu ngón tay của em ha. Đây là tính cách giao tiếp bẩm sinh bên ngoài. Đây là tính cách giao tiếp bẩm sinh thôi. Cái này về nhà đọc. Đây là cái suy nghĩ bên trong của mình. Cái này đọc ở đây hết luôn hả? Đúng rồi. Đúng rồi, đọc là... cái này của mình hả? Cái này là gì? Thì ấy thôi. Hai chưa cho đẹp thôi. Thì em cứ về nhà em đọc, anh sẽ phân tích trong ngoài luôn cho mình hiểu ha. Đây, đây FGC nó là kết nối neuron thần kinh trên bộ não của mình. Ở đây 92 là cái khu vực rất cao. Thì thiên hướng của những người có TFRC cao là họ sẽ có thể phát triển được đa ngành nghề thông qua giáo dục và đào tạo. Nếu mà dưới cái này thì sao? Dưới là những bên... người có TFRC cao là những người có khả năng chịu được áp lực công việc mạnh. Họ có thể làm nhiều việc trong một lúc. Nhưng những người có TFRC thấp thì họ lại có khuynh hướng là đào sâu một vấn đề và họ sẽ làm một vấn đề họ. Và họ là chuyên gia trong vấn đề đó. Còn em thì chỉ là rộng thôi. Cái quát là chiều rộng thì những người thấy tôi sẽ cao. Là những người làm theo dạng rộng. Rộng, đó là phóng quát. Rồi, ok. Đây là cái bài của mình. Gồm có những cái mục như sau. Thứ nhất, về khả năng giao tiếp của mình thì làm tốt, 21 là rất là tốt. Nhưng mà vấn đề, cái điểm yếu của mình cũng là cũng giống như Thảo. Có nghĩa là khi em giao tiếp với ai thì nói chung có sự chọn lựa. Thích thì mới nói, thích mới giao tiếp, không thích không giao tiếp. Đó. Và khi mình giao tiếp với người nào đó, gặp gỡ người đó, thì mình sẽ qua cái kênh là nghe. Mình sẽ nghe họ nói và mình nghe có sự chọn lọc. Tất cả những thông tin gì mình nghe mình sẽ chọn lọc lại cái những cái thông tin nào mình cần. Đúng rồi. Mình sẽ nghe, còn không cần thì bỏ ra ngoài. Và thứ hai, cái cách mình nói cũng vậy. Khi mình giao tiếp với người khác thì cũng là ngôn ngữ của mình có logic tốt, ok, có lý lẽ tốt. Tuy nhiên thích mình mới nói, không thích mình không nói. Cái vấn đề đó em biết. Cái đó. Nhưng cái người nào em không thích em sẽ không chia sẻ. Em người nào không biết, không thích em sẽ không chia sẻ. Cho nên đôi khi vấn đề ở đây đó là mình ít bạn thân. Nhiều bè. Và thứ hai nữa là gì? Cái đặc điểm của những người này là gì? Cá tính mạnh nè. Chuẩn đề bàn, cá tính mạnh. Nhưng người này háo thắng, rất là thích thành công. Tuy nhiên đôi lúc có những cái lớp thất bại thì dễ bị chết. Tại vì sao? Tại vì em là cái mẫu người mà không thích chia sẻ với người khác nhiều. Chỉ có những người bạn thân em mới chia sẻ. Không thì ít luôn. Thì cho nên cái cách này mình giải quyết thì mình có thể là viết nhật ký. Nó sẽ giải tỏa được cảm giác của em. Những cái vấn đề bức xúc, những vấn đề khó khăn mình sẽ giải quyết bằng cách viết nhật ký. Thì nó sẽ giải quyết được vấn đề về cái những cái trách của mình không giải quyết được. Em từng viết nhật ký. Và sau này và cái thứ hai nữa
thật ra cái bài của em thì là chuẩn đại bàng hết tất cả, cho nên em thấy con đại bàng mạnh nhất lúc nào? Mạnh nhất hả? Lúc nó vượt qua sóng gió. Nó chỉ à, có khả năng mạnh nhất khi nó đang bắt con mồi. Có nghĩa là nó đang có một mục tiêu. Và chỉ để hoạch cho mục tiêu đó thì lúc đó nó sẽ dốc toàn lực của nó luôn. Nó rất là mạnh. Thì em cũng vậy, những mẫu người có chữ này. Em chỉ thực sự mạnh khi em đặt mục tiêu ra và em thực hiện kế hoạch đó thì em mới mạnh. Còn nếu như em không có mục tiêu thì có nghĩa là em có thể ở không, nằm chơi thôi mà không làm chuyện gì khác. Đúng rồi. Ở đây không có chuyện là làm chơi cho vui. Đó với mình. Yeah. Đúng không? Em làm là phải có mục tiêu. Và bạn làm đó để điều cái gì? Đó. Em quyết đoán cái đó lắm. Một khi đã cho nên, cho nên là đối với mình ở đây thì mình có mục tiêu. Rất là mình cũng là người nóng tính, cá tính, người nóng tính. Đúng không? Nóng tính không? Để có thể mà nói chuyện được với em, thứ nhất người đó phải có đủ lý lẽ. Ha, yeah. Thực tế. Thứ hai, trao đổi một cách nhẹ nhàng tình cảm. Ừ đúng rồi. Thì em sẽ lắng nghe. Chứ còn không nếu mà như mà nói cái chuyện giống như là nạt nộ hay là kể cả thì em lập tức đóng thông tin. Đúng rồi, bức xúc lại. Đúng không? Đúng. Thì để người nào có thể hướng dẫn được em mà trao đổi được với em. Thứ nhất thường là phụ nữ nhẹ nhàng tình cảm. Nhưng người đó phải có một cái gọi là kiến thức tốt, đủ mạnh để mà đẹp thuyết phục được em. Ai là người? Tại vì thuyết phục được em là rất là khó. Để thuyết phục được em, thứ nhất là nó phải có lý lẽ nè. Phải nói những cái điều mà em đang quan tâm cho em mới nghe. Và phải nói nhẹ nhàng tình cảm mà. Không được nạt nộ, không được lớn tiếng. Đó. Đó là những cái đặc điểm mà khắc phục mình khắc phục. Tại vì đôi khi có những người khác họ sẽ nói những điều mà nó hơi trái tay á, nhưng mà thật sự tốt như vậy đó. Nhưng mà nếu lúc đó mình không nghe thì người mình là người thiệt, đúng không? Cho nên đôi khi mình kiềm chế cái bản tính nóng tính lại, kiềm chế bản tính này lại. Một, hai, ba và bốn. Em thấy khả năng ngôn ngữ thấy không? Thật ra khả năng ngôn ngữ của mình là tốt, mình giao tiếp nói chuyện tốt, lý lẽ ok. Nhưng mình bị hạn chế là do mình ít nói. Mình hạn chế là mình có nói, tại vì khi mình thích mình mới nói. Chứ không thích thì em không nói. Ví dụ như trong một cái nhóm bạn gì đó ha, mà đang nói vấn đề gì đang em thích thì ok, hoặc là những người đó em cảm thấy có tình cảm, yêu mến thì em sẽ trao đổi ok. Còn nếu như trong người đó em thấy có một cái đối tượng nào đó không thích thì em sẽ im lặng, biết cũng không nói, đúng không? Không có ý kiến luôn, miễn là cãi. Ừ, đó. Thì ở đây là cái khả năng hoạt động mình, cơ chân của mình là mạnh nhất. Nếu em phát triển về cái lòng cơ chân cộng với cái này là khả năng quản lý hành vi và mục tiêu của mình thì có thể phát triển thành vận động viên. Đây là em nghệ thuật hay nghệ thuật? Ok, đó là điểm mạnh nhất. Có thể phát triển về nghệ thuật. Thứ hai nữa là để cải thiện một chút xíu về khả năng về ngôn ngữ và giao tiếp thì mình mở rộng ra chút xíu. Ok, em mở lòng là xíu rồi kìa. Và hai nữa là gì? Thứ nhất là em nên mở lòng ra, em chịu lắng nghe những gì người khác nói nhiều chút xíu. Có thể những cái điều đó em không thích, nhưng nó sẽ tốt cho mình. Đâu phải ai nói chuyện cũng được nhẹ nhàng tình cảm với mình đâu. Họ đâu có phải cái trách nhiệm của họ phải nói vậy. Nhiều khi họ dạy mình thì họ phải, nhiều khi phải lớn tiếng là khi họ nói. Ừ, rất là khó chịu cái đó. Em bị trường hợp không? Em nói hoài. Nhưng mà nếu mà em không chịu nghe thì người thiệt là em chứ ai. Dạ. Và thứ hai nữa, khi em phát triển mạnh cái đó thì em phát triển mạnh về khả năng về đây, điểm mạnh của mình là hoạt động về cơ chân.
cũng như là cái khả năng quản lý mục tiêu của mình, luôn đặt mục tiêu của mình làm cái gì, tại sao em biết hai cái này quan trọng cho người nhân viên không.